Chuyển sang các thông tin bóng đá trong nước. Vào ngày hôm qua đã diễn ra các trận đấu tại vòng 14 V-League. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An phải tiếp đón một đối thủ rất khó chịu là Than Quảng Ninh. Dù hiện tại phong độ của Sông Lam Nghệ An là không tốt bằng Than Quảng Ninh, tuy nhiên với lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường vẫn biết cách giành chiến thắng. Trước một đối thủ rất khó chịu là Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An được cho là sẽ khó lòng giành được chiến thắng để bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên thầy trò huấn luyện Ngô Quang Trường đã khiến các khán giả có mặt trên sân Vinh có một trận cầu mãn nhãn. Hồ Tuấn Tài mở đầu cho bữa tiệc bàn thắng bằng pha lập công ngay đầu hiệp 2. Sau đó lần lượt Phi Sơn và Baba Salia ghi thêm hai bàn chỉ trong chưa đầy 5 phút để gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Đến phút thứ 76, Tuấn Tài hoàn tất cú đúp với một cú sút xa rất đẹp mắt đến định chiến thắng 4-0 cho Sông Lam Nghệ An. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện Ngô Quang Trường đã có được 18 điểm, xếp vị trí thứ 11 sau 14 vòng đấu. Tương tự như Sông Lam Nghệ An, thì SHV Đà Nẵng cũng đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để đánh bại FLC Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Võ Huy Toàn là người mở tỷ số cho SHV Đà Nẵng ở phút thứ 35. Dẫu vậy đến phút thứ 46, Babe Oma đã cân bằng tỷ số cho FLC Thanh Hóa sau tình huống bật cao đánh đầu từ quả đá phạt góc của Tăng Tuấn. Tuy nhiên đến phút thứ 80, Gaston Melo đã tỏa sáng để mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng sông Hàn. Kết quả này giúp cho SHB Đà Nẵng vượt qua chính FLC Thanh Hóa để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Vòng 14 không chỉ có sự kịch tính tại Chi Lăng mà cặp đấu giữa Hải Phòng gặp Đồng Tháp cũng mang đến rất nhiều những cảm xúc. Bóng đá luôn tạo ra sự bất ngờ và ở trận đấu này người ta cũng thấy một bất ngờ đến nghiệt ngã của những người thua cuộc. Nếu ai đó đánh giá cuộc đối đầu giữa Hải Phòng gặp Đồng Tháp ngày hôm qua là sự chênh lệch đẳng cấp trước giờ bóng lăn giữa đội dẫn đầu và đội cuối bảng thì họ đã sai. Bởi đội khách chính là những người tạo ra tính hấp dẫn ở trận đấu này. Chỉ trong vòng nửa đầu hiệp 1, đội bóng đang bị dồn vào thế chân tường, Đồng Tháp bất ngờ dẫn trước hai bàn nhờ công của Samson và Thiện Chí. Nhưng rồi, thành quả mà các học trò của huấn luyện viên Trịnh Công Minh đã gây dựng lại như dã tràng xe cát Biển Đông. Bừng tỉnh và thi đấu lột xác trong hiệp 2, Hải Phòng bắt đầu cuộc lội ngược dòng chỉ trong vòng 13 phút, từ phút thứ 58 đến 71, khi lần lượt Xuân Hùng, Fagan và Đình Bảo thay phiên nhau lập công. Và nếu như Stevens cẩn thận hơn trong những tình huống dứt điểm của mình, cả trên chấm 11m, thì Hải Phòng đã có được một trận thắng ấn tượng. Một trận đấu mà người thắng cũng không quá đỗi vui, còn kẻ thua đương nhiên buồn với sự nghiệt ngã mà bóng đá mang lại. Cái chiến thắng này chúng tôi cũng có phần may mắn, bởi vì chúng tôi cũng bỏ lỡ quá là nhiều những cái cơ hội, và có cái cơ hội và chúng tôi giải quyết trận đấu nó sẽ sớm hơn đấy. Tôi nghĩ trận đấu này đúng là một trận đấu rất là hấp dẫn, rất là kịch tính. Hai đội đều cống hiến và một trận đấu có 5 bàn thắng. Nghĩ tinh thần hai đội chơi trong cái thời kỳ này là rất là tốt. Và tôi nghĩ chúng tôi hơi tiếc tí xíu vì không giữ được tỷ số. Cũng ở vòng đấu này, Hoàng Anh Gia Lai đã nhận thất bại thứ 9 trong mùa giải khi tới làm khách của xổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Trong bối cảnh đã mất tới 1/3 đội hình vì đợt thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia, dẫu có được bàn thắng sớm nhờ công của Văn Thanh, thế nhưng đội bóng phố núi vẫn phải ra về với hai bàn tay trắng. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Quang Tình và Hải Anh. Ở các cặp đấu còn lại của vòng 14 V-League, đương kim vô địch BKMX Bình Dương chỉ có được kết quả hòa trên sân của Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam. Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn chia điểm cùng với QNK Quảng Nam. Còn Hà Nội TVT cũng chỉ có được một điểm trên sân Hàng Đẫy. Như vậy sau vòng 14, Hải Phòng vẫn đang ngự trị ở ngôi đầu, còn SHB Đà Nẵng đã chiếm vị trí thứ hai của FLC Thanh Hóa. Xếp vào các vị trí tiếp theo là Hà Nội TVT, Than Quảng Ninh và xổ số Kiến Thiết Cần Thơ